Chào tất cả mọi người, hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở trường dạy nghề Thanh Xuân, địa chỉ duy nhất số 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là văn phòng nhà trường, còn phía bên này là cổng trường nhé. Phía trong này thì có tất cả các lớp về học nghề. Chúng ta đang live stream tại dạy nghề Thanh Xuân nhé. Chào tất cả các anh em. Đấy, thanh niên. Ôi giời, thanh niên này ra làm gì đây? Đấy, phía đầu đây là phố Triều Khúc này. Đấy, trường mình cách phố Triều Khúc là tầm khoảng 500m. Đầu Triều Khúc đây thì có trường cao đẳng giao thông. Đấy. Buổi live stream hôm nay thì chúng ta sẽ live stream về lớp học nghề điện lạnh. Đấy, cái nghề điện lạnh ấy là cái nghề cũng được rất nhiều các anh em hỏi về học nghề. Đấy. Các bạn học viên đăng ký thì cứ đến văn phòng nhé, các chị sẽ đăng ký rất là nhanh thôi. Chỉ cần mang 6 ảnh 3x4 với cả chứng minh thư photo đi rồi là ok rồi. Đấy, chúng ta sẽ vào trường. Đây là văn phòng, còn đây là cổng trường nhá. Đây, bên này thì có quán nước, căng tin. Đây rồi. Ơi, thanh niên đẹp trai. Ô tô, học ô tô đúng không? Nội thất. Đâu, em ở phòng nội thất. Em ở phòng nội thất thì đó. Học ô tô gì? Đây, vẫn như mọi khi lớp nội thất ở cổng trường. Đây là chị Thanh rất là xinh. Chị Thanh hôm nay mặc cái áo cái váy nhìn đẹp thế nhỉ? Nhưng mà hôm nay quay lớp điện lạnh không phải lớp ô tô. Đây, điện lạnh thì ở trên tầng 3 thế này nhá. Các anh em có câu hỏi gì thì cứ comment nhá, mình sẽ trả lời luôn. Đấy. Đây lớp ô tô đây. Đây, phía dưới này thì là tầng 1 là lớp sửa chữa xe máy. Đây, lớp xe máy thì cũng rất là đông, có 2 phòng. Chào xe máy, chào anh em một chút nhở. Vẫy tay cái. Rất là vui. Nói chung là trường mình thì rất đông các anh em. Chủ yếu là con trai thôi, 100% là con trai. Đấy. Đây. Trên đây là tầng 2. Đấy. Tầng 2. Rồi. Lên tầng 3. Thì cái nghề điện lạnh, cái khoa điện lạnh ấy thì tất cả là trên tầng 3. Đây bên này các anh em học tủ lạnh. Bên này các anh em học lý thuyết điện lạnh. Nhìn rất là đông. Chào thầy giáo ạ. Đây, chào các anh em đang live stream nhá. Bên này thì các anh em học điều hòa. Cái gì mà đang đục phá rất là khủng khiếp này. Chào cả lớp ạ, chào thầy giáo ạ. Hiện tại thì trường mình đang live stream. Đấy. Ủa, đang thực hành, địch tài quá. Thanh niên Nghệ An. Nghệ An hay Hà Tĩnh nhỉ? Nghệ An. Đây, đội bên này đang điếc tài quá. Đang thực hành. Đây, nhóm bên này cũng thế đây. Đấy. Đang đục phá cái gì đây khủng khiếp này. Đây còn bắt gặp cả FPT Police vào đây à? đẹp trai, thanh niên đẹp trai. Ui giời ơi. Giới thiệu mọi người.
đi tài quá. À, giới thiệu mọi người, đây là toàn cảnh lớp học điều hòa. Đấy. Khoa ô ta điện lạnh rất là đông. Từ từ đã, thanh niên đẹp trai. Mình đang làm gì nhỉ? Tôi đang khoan tường để lắp cục lạnh điều hòa. À, khoan tường lắp cục lạnh điều hòa. Mình giới thiệu bản thân một tí nhỉ? Không, hôm nay mượn được cái máy mới đấy, với cả bùa 4G đi live stream cho nó nét đấy. Bây giờ có 20 anh em mà đang ở trên trên fanpage rồi đấy. Đấy, đục cái lỗ này to đấy nhỉ? Đúng rồi, nó gạch này nhiều gạch lỗ quá, thành ra là đục bé nhưng mà nó lại vỡ to. Đây, cái chỗ này là cái chỗ chuyên đục với dao này, rất nhiều lỗ. chào Thành Nguyễn nhá. Thanh niên quay phim thì chưa có người yêu. Thế mà em có bạn gái hay là chị gái hay là em gái thì giới thiệu nhá. Đây là lắp cục lạnh rồi. Le là ấy. À, mới cắt à? Chào Giang Á Tú nhá. Giang Á Tú học lớp nào nhỉ? Sau 2 năm rồi vẫn đi quay phim chưa có người yêu. Vãi cả trường. Chào anh quay phim. Chào Hường Nguyễn nhá. Rồi. Trong hiện tại thì đang là tháng 8. Rất nhiều các bạn học viên đã nhập học tại dạy nghề Thanh Xuân. Đấy. Nhiều bạn vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong thì đã tham gia đăng ký học nghề. Thì trường dạy nghề Thanh Xuân thì vẫn liên tục tuyển sinh các khóa học nghề điện lạnh vào thứ hai hàng tuần. Các bạn đến trường thì sẽ được các chị tư vấn tuyển sinh, tư vấn ngay. Đấy. Hiện tại thì lớp điện lạnh ấy thì cũng rất là đông, được chia làm 3 lớp ở trên tầng 3. Thì 3 thiết bị chính học sẽ là tủ lạnh, máy giặt, điều hòa. Ngoài ra sẽ được học thêm tủ mát và một số các cái thiết bị phụ nữa. Đấy. Thì như các bạn đã thấy đây thì các anh em đang thực hành. Đấy, học lý thuyết xong thì học thực hành. Khuất Văn Biên. Giang A Tú ạ, học nội thất à? Ok. Tú khỏe không em ơi? Đây, các bạn thanh niên đang tập khoan đục và lắp điều hòa. Vác cục nóng, cục lạnh. Thanh niên đẹp trai. Mình đang làm gì đây? Nhà trường đang live stream thì nói chuyện chút cho nó vui không? Em tên là gì? Học nghề có vui không? Học nghề rất là vui. Thôi, các bạn cứ làm bình thường đi. Anh đi quay cho nó mọi người biết thôi. Đây thì học thì chia làm mỗi nhóm, rất là nhiều nhóm đúng không? Nhóm bên này của mình đang làm gì nhỉ? Nạp ga ở đây. Xem cái nạp ga như thế nào này. Nạp ga, cái bình ga rất là to đúng không nhỉ? Đi ra ngoài đường thấy rất nhiều ông điện lạnh vác cả cái bình này rồi. Hả? Ba bình á? Đây này, sờ trên này thấy mát mát rồi này. Sờ trên này thấy mát rồi này. Đây rồi. Hôm nay chúng ta lại còn gặp được cả chị. Hình như chị Mai lên lớp nhỉ? đi ra đây. Đây là chị Mai
quản lý lớp điện lạnh. Rồi, chị rất là xinh. Chị có thể giới thiệu về cái chương trình tuyển sinh tháng 8 với cả tháng 9 trường mình kìa. À, đừng đập nữa, đừng đập nữa, điếc tai quá. Thế thôi à, còn gì nữa không? À thế đó. Còn được gặp các chị tư vấn nữa đúng không? Rồi, rồi. Rồi, ok. À, gọi điện ngay cho chị Mai đúng không nhỉ? Số điện thoại là bao nhiêu nhỉ? Rồi, nhắc lại lần nữa. Ok, thank you, cảm ơn. Rồi. Đấy, đi sang bên này cho tí cho nó vui. Ồ, lớp mình có cái loa to thế nhỉ? Đây này, cái loa này chắc là loa giảng bài đấy. À, phía trên này rất nhiều đồ. À, lốc. Đây là lốc. Đây các thiết bị à? Còn cái gì trong này nữa vậy? À, mạch. À, chị Mai cứ chụp ảnh bình thường nhá, để anh livestream. Ở phía trên này mát rồi này. Cẩn thận không, cái này nó quay đập ấy vào chân. Đây ấm này. À, ừ, cục nóng thì nó phải nóng rồi. Đấy, thích kiểu nào cũng được. À hiện lúc lấy thì có nhiều bạn, bây giờ thì xuống còn có 10 bạn thôi. Giàng A Tú à? Đấy, ồ. À, chào Hậu nhá. Hậu em, các bạn có câu hỏi gì về tư vấn nghề điện lạnh thì cứ comment nhá, mình sẽ trả lời trực tiếp luôn. Đây, ở đây có rất nhiều các chị đang trả lời rồi. Đấy. Ui giời, mấy thanh niên này còn cả chấm à, đánh dấu à. Đây, ra ngoài một chút cho nó rộng. À, ra ngoài thì hơi nóng. Ra ngoài nắng quá. Đây. Ôi trời ơi. À đây, bên ngoài đây. Bên ngoài đang sửa cục nóng mà. Đây, bên trong. Đây là sân trường mình. Tháng 8 gia đình em có việc không qua trường đăng ký được. Đầu tháng 9 em qua có được giảm 2 triệu không? À, tháng 9 thì cũng em chưa biết có cái chương trình gì em ạ. Nếu mà em hoặc là đặt cọc một chút học phí thì sẽ dự các chị sẽ đăng ký vào tháng 8 em ạ. Rồi sau đó thì em đến đăng ký lúc nào cũng được. Đấy. À, sân trường mình thì rất là rộng. Đây sân cổng trường đây. Đấy, đây là chỗ để xe này, lớp ô tô này. Đấy. À đây, giới thiệu mọi người, đây là cây vối này, cả trường mình đều uống được vối hết. Thanh niên đang đo cái gì đây? À đây à. Nghịch được nhiều chưa? À, rất nhiều tụ nhá. Cái gì đây? À. Nóng quá nhờ, ra ngoài nóng lắm. Vào trong lớp mát hơn. Đây, vào trong lớp cho nó mát. Ở trong này, ở ngoài nóng lắm. Tổng cục nóng rồi. À, đây là viên nở. Đây là cái khoan, nhưng mà cái khoan rất là to. Ôi giời, từ từ đã.
phải ngồi ngồi đây tí cho nó mát. Tìm kiếm tìm cái gì vậy em? Nhóm mình là buổi chiều có một nhóm nữa không nhỉ? À Tết à? Đấy, nghề điện lạnh thì rất nhiều nhiều các anh em học nghề. Thời gian học thì trung bình là tầm khoảng 6 tháng các bạn ạ. À đây đây, thì có một thầy à đây rồi. Đây là thầy Thu nhỉ. Chào. Thầy có nhắn nhủ gì các anh em điện lạnh không? À, nắng nóng chắc là đi làm được nhiều việc đúng không? Lắp được nhiều điều hòa. Mẹ chắc cũng được một mớ rồi. À được. Rồi. Chưa này. Thôi đi ra ngoài chút nhỉ. Đấy, đi sang đây tí. À, đi sang đây thăm các anh em gì nhỉ? Tủ lạnh. Chào thầy Thu, Nguyễn Văn Linh à. À đây là giới thiệu mọi người, đây là thầy Phan. À, thầy Phan chào mọi người. Vẫy tay chào. Chào tất cả mọi người nhá. Các anh em tủ lạnh, gọi cho tủ lạnh cho nó dễ. Hiện tại thì đang live stream và có rất nhiều các bạn đang vào xem. Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân, địa chỉ duy nhất số 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội đúng không? Sao hôm trước tóc vừa trắng trắng mà hôm nay lại thấy nó vàng vàng này rồi? Nó giật từ vàng sang ấy à? Từ trắng sang vàng à? Đấy, bên này thì các anh em đang thực hành nạp ga đúng không nhỉ? Cân cáp nạp ga. Nhóm này cũng là cái nhóm đây. Ôi, hàn xì kinh quá. Hàn cho đẹp vào. Đây, xì đây, thanh niên đẹp trai đang hàn ống đồng. Quay sang bên này cho nó rộng rồi. Nguyễn Văn Linh chào thầy Thu, thầy giáo ạ. Thầy giáo chào Nguyễn Văn Linh cái. Nguyễn Văn Linh ngày xưa học lớp mình hay sao nhỉ thầy giáo nhỉ? Nói chung là cái nghề. Chào Minh Phương nhá. Nghề sửa chữa điện lạnh thì có rất nhiều các bạn học viên đăng ký. Nên các bạn nào có nhu cầu thì cứ đến địa chỉ 83 Triều Khúc để đăng ký học nghề nhá. Bây giờ mình đi xuống ấy. Và hôm nào mình lại lên tiếp. Hiện tại thì buổi live stream này cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Nếu ai có câu hỏi gì thì gọi điện vào số điện thoại nhà trường. Cái số hotline là 0243 994 3030. Thì có tất cả các chị tư vấn sẽ trả lời rất là nhanh, sẽ tư vấn cho tất cả các bạn. Đấy. Và đây là dưới văn phòng tuyển sinh. Thế đây là cổng sau. Ôi, vào mát quá, lạnh quá. Chào tất cả mọi người nhé. Chào đi, tạm biệt mọi người.